Vâng, xin chào mừng các trường và các trở lại với trang kính cổ ngày xưa. Ngày nay em nên viết một kinh cơn mạ vàng thập kỷ 19. Con này là size 57, chiều ngang 14,5 nhá. Cái dòng này em về rất nhiều, em về một số lượng rất là nhiều, mỗi cây mỗi giá khác nhau nhá. Vâng, tùy theo độ mới đẹp, cây nào có độ mới cao thì tiền nó cao, cây nào mà độ mới thấp thì tiền nó ít hơn. Đấy là một cái chia sẻ một cách rất là rõ ràng. Vâng, con này size 57, chiều ngang 14,5, sản xuất tại Mỹ thập kỷ 1970-79 nhá. Lưu ý đi mua kính cổ đồ cổ phải rõ ràng hình ảnh khuôn mặt con người, địa chỉ và số điện thoại lâu năm. Còn địa chỉ mới, số điện thoại mới, 10 số đề mới, 1 số đề mới thì hết sức cẩn trọng, rủi ro rất là lớn nhé. Và size 57 nhé, và chiều ngang 4,5. Những cái dòng này thì em chia sẻ nó cũng rất là nhanh thôi, vì trong quá trình 25 năm bán kính cổ đồ cổ thì em giới thiệu cái dòng này nó cũng quá là nhiều rồi. Và chính vì là đó là em đi rất rất nhanh. Và size 57, chiều ngang 4,5. Và sản xuất thập kỷ 1970 979 của Mỹ xưa, chuẩn ao nhất nhé. Gầm cầu dưới bây giờ là cũng có chữ AO này. Bác nào ở Hà Nội Hà Nội có địa chỉ nhé, em xem kính cổ đồ cổ xưa đồ lính Mỹ này. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm bằng phương tiện bưu điện ô tô ngay tàu hỏa. Phương tiện nhất em gửi phương tiện đó, thời gian gửi 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Bây giờ vừa rồi là cầu giữa đúng không, bây giờ sẽ đi hai càng là 5/2 ao American Optical, đây là bên phải nhé và bên trái cũng thế nhé. Chuyền vàng nguyên zin nhá, rất là sáng sủa đấy, và đấy là bên phải rồi bên trái anh thế nhá, đấy rất là sáng sủa nhá. Thông tin về kính thì phải rõ ràng, tròn vành, rõ tiếng thế, chứ còn bây giờ đối tượng mà hẹn nửa đường anh ở đâu mang qua xem mình, những cái đấy là cái chiêu thức rồi. Size 57, chiều ngang 4,5 là cơn mỹ xưa chuẩn ao nhất nhá. Vâng, và bên em thì luôn luôn đưa ra cái giá rất là tốt, hợp tình hợp lý hợp ví đấy. Các bác lưu ý như muốn kính của đồ cổ nên chọn bạn trai am hiểu về kính của đồ cổ như đồ gốm sứ, đồ đồng, âm thanh, xe đạp cổ, xe máy cổ đúng không, đèn dầu, đèn tivi, đèn chùm, đồng hồ đô, đồng hồ vai bò đấy, người ta phải tư vấn được rất nhiều cái đồ khác là chơi sang hợp theo gu. Có những bác chơi xe đạp Peugeot, có bác chơi là Favorit, Mondial, Messier, tùy theo cái cá tính và sở thích của từng góc một đó, em phải chia sẻ rất, rất là rõ ràng luôn. Và cái kính này trước đây em bán tầm, nếu độ mới cứng như này bây giờ tầm khoảng 6 triệu đúng không, nhưng bây giờ bán giá dưới 6 triệu đấy, thế kìa, thế này giá là 5.6 56.000k nhá, giá 5.6 56.000k. Các bác mua đâu mua nên tìm những địa chỉ số điện thoại lâu năm như bên này, một địa chỉ một số điện thoại gắn liền trên tường, ghim tường, dễ nhìn, dễ tìm, dễ thấy, 25 năm một địa chỉ một số điện thoại. Ngay cả trong nước ngoài nước các bác mà tìm những địa chỉ số điện thoại này còn vãng lai, như hẹn nửa đường anh đâu mang qua xe mừng, hẹn cà phê, rồi là đặt hàng qua Zalo, inbox qua Zalo, rồi như mua bán thế rất là rủi ro. Tất cả kính của đồ cổ em khuyến cáo là mua cái địa chỉ và số điện thoại nó phải thật sự là lâu năm, người đó phải rất rất am hiểu về kính cổ đồ cổ đấy, phải rõ ràng hình ảnh khuôn mặt con người, giọng nói. Còn nếu đối như nhiều đối tượng nó chỉ có quay quay này, cầm cái kính, cái bút đồng hồ bật lửa quay này, rồi là thậm chí quay ở hàng vàng nhưng mà lại không có hình ảnh khuôn mặt con người đâu, số điện thoại đầy mới, 10 số đầy mới, 11 số đầy mới mà sử dụng cái sim số đẹp như đuôi ban 2363 con 9 tứ quý 5 tứ quý 8, rất nhiều tứ quý, rất nhiều số tam quý tứ quý khác, thì như thế rất là rủi ro cho khách hàng và các bác mua bán, thế nó không đảm bảo pháp nhân pháp lý và quy trình nó bán không rõ ràng. Bên em quy trình bán rất là rõ ràng, đảm bảo pháp nhân pháp lý. Bác nào chuyển khoản thì bao ship, ship code hay gọi giao hàng không tiền thì vui lòng đặt cọc 100-200k. Và lưu ý cái ship code đặt cọc chỉ 1 đến 200 nghìn thôi, còn không được đặt cọc số tiền lớn. Bởi vì sao? Rất nhiều bác đặt cọc một vài triệu của những cái trang kênh khác, rồi rất nhiều nơi khác nữa, nó ù tái quyền lợi mất, biến mất, lợi ngược mất, hoặc là hàng vớ hàng vẩn, cao bao nhôm, cao bao nhá, lưu manh, phần cá ba nước cơm. Bởi vì có nhiều bác dính chia sẻ lại cho em đúng không? Đây là chuẩn ao nhất của Mỹ xưa. Còn những đối tượng bán chuẩn ao 2 sản xuất tại Nhật tái bản thập kỷ 90 2000 như rồi, như là lập một cái trang rất là kêu đồ cổ châu Âu, kính cổ châu Âu, rồi là tổng kho châu Âu, tổng kho thế giới đồ cổ, thế giới đồ cổ, đồ xưa thế giới, lình đình làm nhiều lắm rồi, vinh đại về mình đã ghét. Thật sự các bác là nhiều bác đã bị dính trong một chiêu thức như thế. Đã có thậm chí là còn kiểu rồi là ma kính cơn Malaysia. Đấy nên là rất nhiều không có cái Malaysia đâu, toàn kính tàu một là amateur thế đấy. Bởi vì rất nhiều, đây là cái câu hỏi mà cái tin nhắn rất nhiều bác hỏi em, có những bác hỏi em này trước ngày sau vẫn gọi điện lại hỏi vấn đề đấy, thì lưu ý vấn đề này, mua kính cổ đồ cổ em khuyến cáo là nên tìm đến cái địa chỉ và số điện thoại đồng năm mà đã khẳng định là mình tên tuổi thương hiệu rồi đấy. Vâng, vừa rồi là góc độ chia sẻ quan điểm không hết về đời đâu, những năm tháng công tác nước ngoài là em cũng chia sẻ lại để bác biết được làm sao phòng tránh được những cái cạm bẫy của cái tệ nạn xã hội, không chỉ là, ví dụ như là bộ điện thoại nhà máy cầu cước này, điện thoại mạo danh này, đa cấp trá hình về chứng khoán sàn vàng này, đấy là cái vấn đề đấy. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn các bác về thời gian video đã kết thúc. Xin chào tất cả các bác và hẹn gặp lại.